Hello, chào mừng mọi người trở lại với channel Final Stop. Rất là vui khi cập nhật với các bạn lại là cái mẫu tem Yuhi 978 RT cam vàng xanh, mà mọi người hay gọi tên giống như thương đó là tem Panda, đã có hàng trở lại sau một thời gian rất là dài vắng bóng. Thì gần trở lại này thì nó vẫn giữ được những cái nét rất là đẹp, rất là hoàn hảo của cái phiên bản trước đây. Và theo mình đánh giá là cái tem này là cái tem đẹp nhất của cái mẫu nóng Yuhi 978 tại điểm hiện tại. Cái tem này thì nó mang bản sắc rất là riêng và RT, cái phong cách của chính Yuhi luôn, nó nổi bật và không quá lè lẹt. Do đó các bạn hoàn toàn tự tin là đội cái tem này, mình khẳng định cái chất riêng của mình. Đó, đây là hai cái nón. Cái nón này là cái nón nguyên bản đó, nguyên bản như thế này. Thì và cái nón này là cái nón gắn thêm cái đuôi dấu Vista, vẫn rất là đẹp, rất là ngầu ha. Mình sẽ đội thử hai cái nón này cho các bạn so sánh về mọi thứ từ góc nhìn, để các bạn có thể cảm nhận được. Nón thì đội rất là êm nha, vẫn hiện tại là có đủ size là M, L, XL. Đó, những cái size này thì cái khuôn vỏ ngoài vẫn giống như nhau thôi, chỉ khác nhau là cái lớp mút và lớp lót ở trong thôi nha. Các bạn cứ nhìn những góc nhìn đi. Cái nón này thì thực sự ra nó rất là gọn. Nhiều bạn sợ nó to á, nhưng mà mình nói thật nó không to đâu. Bạn ngồi, bạn lên xe á, rồi bạn đội cái nón vào á, thì nhìn nó rất là đồng bộ, chứ nó không có cái lỗ đâu. Mình đã từng bán cho mấy bạn trong không có sáo thôi, chỉ chiếc game cướp thôi. Và khi mà khách leo lên xe ngồi đội á, thì nhìn nó cũng rất là ngầu, chứ không phải là bị lố mà cái lỗ mà nhìn nó to quá khó chịu. Bạn thấy chưa? Đây là chiếc nón cũng rất là hot trong thời gian qua, đó là Yuhi 978 đen bóng. Nhưng mà cái này nó được cải tiến thêm á, phải cải tiến mà được custom một chút á, là được dán thêm cái tem Venom. Tem này dán bằng đẹp cam nha các bạn. Và đây cũng vậy, cái này là nón đen trơn nguyên bản nè. Đó, còn này là nón dán thêm đề cam và gắn thêm cái đuôi gió Vista ngoài sau. Thì cái này là dành cho những ai thích cái sự khác biệt một chút so với bình thường thôi. Và tem đề cam này là mình dán vô là loại đề cam đặc biệt, là nó rất là dẻo và độ co giãn rất tốt. Còn dán vô còn hàng còn thể kéo đẩy mà không thể bị đùng bị nhăn. Và khi nào mình sử dụng nhưng mà không thích nữa thì mình gỡ ra, thì nó vẫn giữ nguyên cái màu sơn ở trong, nó không ảnh hưởng gì tới màu sơn hết. Và nếu mà không thích tem này nữa, mình sẽ chuẩn bị những bộ tem mới, hoặc là lâu ngày nó có bị cũ quá thì mình vẫn có thể thay mới được. Nó không hoàn toàn, nó không ảnh hưởng gì tới cái sơn trong hết. Mình cũng sẽ đổi thử cho bạn coi luôn ha. Thì ở shop đang có chương trình á, là mua mũ Yuhi 978 giá là 1.3 triệu. Thì như bạn mua thêm một kính đen, nón là bằng bên trong là bạn mua thêm một kính đen giá 200.000 nữa, thì bạn sẽ được tặng free cái đuôi gió này. Đó, còn nhìn kỹ nha. Đó, cũng rất là ngầu, rất là hợp luôn các bạn. Yuhi 978 thì vẫn hiện tại là best seller trong cái phân khúc này, tại vì chiếc mũ vừa đẹp, là chuẩn châu Âu và đỡ êm nữa, an toàn cao nữa, mà với cái mức giá chỉ có 1.3 triệu thôi thì nó quá trời phù hợp với cái thị trường Việt Nam. Và cái đội uy tín của mũ Yuhi thì chúng ta đã biết rồi, mũ thì được hoàn thiện rất là tốt, chỉnh chu, những chi tiết nhỏ nhỏ đều là ok. Đừng quên nha, mua ở shop thì các bạn nhớ mua mũ rồi mua thêm kính đen, chúng ta sẽ được tặng kèm đuôi gió và tặng thêm cái khăn trùm ninja nữa. Mũ từ 30 tháng. Nếu bạn thấy thích thì like, thấy hay thì share cái video này cho mình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía dưới á, nút đỏ, để những cái video mới của mình á, thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.